bốn tô vô đây luôn hả? Dạ bốn tô hả cô? Không, để hết được. Không hết hả? Thôi vậy ba tô thôi coi. Hai tô là bay hả? Nhiều thịt, một người ăn hả? Một người ăn. Hai cô là cô nói con là không thể nào dám ăn nữa hết luôn á. Ôi, nay mặc áo khoai môn. Hello, chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Quanh Hùng đây. Thì lâu lắm rồi. Mình thấy trên kênh của mình là không có clip bún bò, nhưng mà Quanh Hùng là cực kỳ mê món bún bò luôn. Cho nên sẵn hôm nay, Võ Sĩ Lộc có biết một quán mà phải nói là Võ Sĩ Lộc tâm đắc nhất luôn á mọi người. Đó chính là quán bún bò Huế Yến Hương Giang. Đây. Địa chỉ là số 325 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3. Đó mọi người coi, quán nằm ở vị trí hai mặt tiền và khách lúc nào cũng ra vào đường đường hết. Và cái quán bún bò ở đây đặc biệt một cái là có cái loại ớt sa tế làm từ ớt chỉ thiên, không dầu mỡ, ăn rất cay. Ăn rất cay. Đây là cực khoái ớt đó nha. Rồi. Nó hơi ngược ngược á. Cái cay quá thì đưa cho mình ăn. Thì anh đang huấn luyện cho em mà. Đây, đây là cô chủ nè mọi người. Dạ con chào cô. Dạ. Cô bán bún bò ở đây được bao nhiêu năm rồi cô, quán mình á? Năm năm. À. Nhưng mà con nghĩ là mình có bán trước đó. Đúng rồi, trước đó thì nhà cô bán ở các tỉnh. Đồng Nai, Bình Phước. Dạ. Cái mình mới vào đây là 5 năm để khai trương. Mình có chi nhánh nào khác không ạ? Thì quán mình là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ con? Quán mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Dạ, 6 sáng 12 giờ, gần như là nguyên một ngày. Còn bên đó là đồ ăn đúng không ạ? Mọi người coi đồ ăn nè. Dạ. Gân bò. Dạ, gân bò. Gân bò là có hai loại, một loại gân trong, gân bắp. Dạ. Một loại là gân xương, gân lóc ở trong xương ra, gân dạ. Bắp ở trong cái thịt bắp. À. Còn cái này là thịt nó gọi là gầu, là gầu giòn. Gầu giòn. Dạ. Ăn vô nó xịt xịt rất là ngon. Với lại một miếng cũng to quá cô ha. Đúng rồi, còn cái này là thịt nạm nè. Dạ thịt nạm. Còn cái này là thịt bắp. Bắp thì nó có gân sơ sơ. À có gân bên trong nè. Dạ. Bên đây là giò. Đây là giò heo. Giò heo thì ở đây là mình mua miếng giò. Dạ. Xong rồi mình đổ nước sôi, mình làm cho sạch hết rồi mình cả sạch rửa muối thì mình mới Wow, công phu quá. Sẵn ở ngoài chợ về. Dạ công phu quá. Với lại bên mình con thấy là có cái xương ống á cô. Đúng rồi. Ống bò á. Nước bèo thì chủ yếu là bằng cái xương ống, thì cái xương ống thì nó có cái tủy bò nó rất là bổ dưỡng. Dạ. Thì mình sẽ có cái kỹ thuật để mình lấy hết cái tủy bò đó ra khỏi nước bèo. Dạ. Mình không có sử dụng nhiều cái bột lên. Nước xương thôi cho nên nước sẽ ngọt. Cái bếp của mình á là bốn cái bếp nó lúc nào cũng hầm cả ngày cả đêm. Cô có thể cho con dạ dạ. Ấy cha. Đây là cái nồi xương. Dạ. Ồ to ghê luôn á. Đây là mình có bốn cái nồi. Dạ, bốn nồi. Nào mình cũng hầm bốn cái nồi vậy cả ngày cả đêm. Cái này là xương gì cô? Xương ống, cái gân ở trên á là mình cái này ngày. Còn cái xương ống nó nằm bên dưới. Đúng rồi. Còn nồi này là nồi gì ạ? Cũng là cái nồi hầm xương luôn. Dạ. Nó nhiều đến như vậy đó. Tại vì một ngày mình nấu như vậy là dạ. Xương không thì còn xương không là cả trăm ký rồi. Dạ con nghĩ là có nhiều người ta tò mò coi cái khúc xương thế nào á. Cái khúc xương đó thì bây giờ thì nó không còn nguyên vẹn nữa rồi. À lật chặt ra rồi hả cô? Đúng rồi. Xử lý để mình lấy cái tủy nó ra rồi.
Tiếc quá ha. Vậy có gì con xin cô cái hình đó. Cái hình chụp nguyên cái nào xương. Dạ đúng rồi, rồi có gì con sẽ bỏ vào clip cho mọi người coi. Cái xương nó dài mà nó hấp dẫn lắm mọi người. Nhờ cô tư vấn mấy cái ớt này là... Cái ớt này là mình mua ớt Huế ha. Ớt Huế. Mua ớt trái tươi về xong rồi ở nhà mình là tự làm luôn. Tại vì mình có một cái trang trại sân rất là rộng ở Bình Phước á. Bình Phước. Thì mình làm một lần như vậy á là mấy chục tấn. Một năm mình làm một lần thôi. Một mùa. Mình mua về xong rồi mình thuê nhân công là nó sạch sẽ hết. Dạ. Bắt đầu phơi. À. Phơi rồi lặt. Xong rồi mình làm là mình tự làm. Khi mà mình làm ớt này á là xả mình cũng mua về mình rửa sạch xong mình mới bằm. Yeah. À, tỏi là tỏi Hà Nội mình cũng mua về mình tự lột mình rửa sạch tỏi hết mình mới bằm. Dạ. Thật ra là mình tự làm cái công của mình đó rất là nhiều. À, là cái ớt này có phải đúng là ớt rồi. Trên đây không cô? Đúng rồi, cái ớt này là cái ớt này. À, cái này rất là đặc biệt. Rất là thơm luôn. Dạ. Rất là thơm. Con thấy nó khô hả cô? Nó mà cay mà nó cay. Thơm lắm, nó không có một chút hóa chất nào hết. Dạ. Thành ra là cô bán ở đây là chủ yếu thì ta mang người ta mua một ký nửa ký về đem về Mỹ đem về nước ngoài người ta để ăn cả năm hôm sau. Dạ. Với lại con nghĩ vì đây là cái ớt mà tươi với lại do công sức mình làm á nên giá thì nó là cao là do cái đó. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Còn cái nguyên liệu thì có nhiều khi nó ớt cũng rẻ. Ở đây thì một tô của mình là có giá bao nhiêu cô? Ở đây của mình nó có nhiều loại, ở đây cũng còn mình bán theo từng món. Dạ. Thì rẻ nhất là 60.000. 60.000. Chắc là 95.000. 95 là tô thập cẩm. Đúng rồi. Đó. Còn nếu mà này còn có cái bảo bối bên nhóm con á, con ăn trong hay ăn trong đây đấy. À. Tôi con voi hả cô? Ui, thì tụi con hay ăn trong tô này lắm, chắc con nhờ cô làm cho con khoảng 4 phần nhiều không? Được, 4 phần ăn được. Anh ăn em ăn mà anh chắc bây giờ 4 phần đúng không? Dạ con nhờ cô làm cho con 4 phần. Quán này mọi người là có 3 chị em. Thì cô này là cô cả nè. Đó. Còn cô đứng ở bên quầy tính tiền là em á. Đây. Một tô của mình bình thường là mọi người thịt quá trời luôn. Còn đây là chả. Đây là một phần bún nè. Mới bỏ xì lọc đó. 4 tô vô đây luôn hả? Dạ 4 tô á cô. 4 tô. Con ăn á một người. Không hết hả? Thôi vậy 3 tô thôi coi. Chết tô rồi. Bay hả? Tại vì một tô của cô rất là nhiều thịt. À, thôi vậy 3 đi ha. Một người ăn hả? Một người ăn. Hai tô là cô bắt không thể nào dám ăn nữa hết luôn á. Hai tô là nhiều lắm rồi. Không, vậy bây giờ cô đến thử thách đó nên ăn 3 tô đi. Cô chủ nói là một phần ở đây rất là nhiều thịt đó mọi người. Cho nên là mình chỉ ăn được 3 tô thôi. Cô nói cũng đúng á. Mình không có tin bỏ xì lọc tí nào. Đó. Thịt kìa. Có bắp nè, gầu nè, nạm nữa. Có gân, có tái. Dạ. À gân bên kia là mình đã chặt ra rồi á. Gân đây là sắc ra rồi, đây là còn đây. Còn đây là gân mà còn nguyên tảng nè mọi người, nguyên miếng nè. Wow, quá hấp dẫn, tái nữa kìa. Bưng đem, anh néo qua chân. Néo qua chân. Gân kìa. Wow. Gân này là gân bắp đúng không cô? Cái này là gân trong. Gân trong. Dạ. Cái này là gân từ trong xương ống lấy ra. Còn cái gân này là gọi là gân xương từ trong xương ống lấy ra. Gân xương. Gân xương. Dạ. Gân này nó rất là ngon. Gân trong với gân xương nó khác nhau cái gì cô? Gân trong á là ăn á là nó dẻo. Dẻo. Còn gân xương là ăn nó rất là ngọt. Giòn không cô? Nó giòn và nó ngọt. À. Gân tại... xương là lấy từ trong cái xương ống của nấu nước lèo để ra. Dạ dạ. Rồi. Quá trời thịt luôn mọi người. Rồi giờ tới phần chan nước lèo nè. Chan nước lèo là phải có giò, có chả nữa. Dạ có dạ, chả với giò. Giò cô lấy con một cục thôi cô. Đúng rồi, ăn không hết. Dạ không hết đâu. Mình ăn dạ. Ăn cho ngon mà. Chứ ăn cho nằm luôn đó. À, cục đó quá đẹp luôn. Qua wow, nhìn cái tô kìa mọi người. Ở đó phần chan nước lèo nè. Đây là một viên chả cua nè. Dạ, một viên chả cua. Rồi, đây là chả thịt. Rồi, ở đây gọi chả này là chả tươi. Dạ, chả tươi là thịt heo đúng không cô? Không, cái này là thịt heo. Còn cái này là bằng chả cua. Chả cua. Thịt cua. Hai cái nó đều khác nhau hết. Ồ, nhiều quá vậy cô. Rồi, cái ăn đi.
ba cục thôi được rồi. Ba cục. À. Mấy anh nghĩ em ăn hết không? Một người á. Rồi lắc đầu rồi. Không thể nào. Rồi hết được rồi con. À. Rồi giờ tới phần thêm hành cho nó màu xanh xanh. Hành nè. Hành tây với hành lá. Lá với lại ngò gai. Dạ, ngò gai. Có ngò gai bằm nữa đúng không? Đúng. Trời. Lấy rau trên. Rau ở đây là gọi là rau sạch đó, rau tự ở nhà làm. Đây là nhà chồng không bắp chuối. À là muốn gì tự bào hết chứ không có mua ngoài chợ. Tự bào. Dạ. Rau đây gọi là rau sạch. Dạ rồi, đây quả hấp dẫn. A few moments later. Anh em, hôm nay chơi sắp tới luôn nha. Hôm nay là liều luôn á. À, quá hấp dẫn mà. Rồi, ớt này cay lắm thầy Lộc. Nè có ớt sắt nữa nha, khoe. À. Mặc dù đối với thầy Lộc không là thành vấn đề gì mọi người. Nhưng mà đối với mình là sự cố gắng á. Đúng rồi. Tại vì bún bò thì phải ăn cay cay vậy đó mọi người. Ui. Ui nè. Sợi bún kiểu nó lăng tăng quá anh. What? 3 2 1 để đếm hả? Dứt. Rồi mời mọi người nha. Cay lắm đây. Thử miếng nước lèo qua. Nước lèo là siêu phẩm á. À, phải cay như vậy đó ăn mới hấp dẫn. Nước lèo nha mọi người, rất là ngọt. Thêm một miếng nữa coi. Mình nghe cô chia sẻ là nước lèo này cô có hầm cái xương xong rồi cô sẽ chặt cái xương ống đó mọi người, nó dài khúc này nè, cô chặt cái xương nó ra xong rồi cô lấy vỉ bên trong để mà cô nấu chung với nước lèo. Nên không có dùng bột ngọt thì không có dùng gia vị nhà ngoài nhiều. Tàu bún sao? Tàu bún dai. Mà xoài này em thấy nó cũng nhỏ hơn, hơi nhỏ hơn những cái lòng bún bò bình thường nè. Nhưng mà ở đây nè mọi người, ở đây cái bắp chuối nè, tới những cái rau này nọ là quán tự bào hết nha. Nên cái cọng bắp chuối nó sẽ to hơn cọng bình thường. Bắp chuối nè. Ở đây là bắp chuối hột đúng không? Hả? Hả? Chuối hột, bắp chuối hột á. Nên nó có màu nè, nó không có bị nâu quá. Nghe em tưởng rù á. Khoái khoái. Tại vì không phải, em không biết anh giỡn hay là anh nói thiệt. Cái này cay cực kỳ mọi người. Nếu mà không ăn cay được mọi người lấy ít thôi nha. Đừng lấy nhiều quá. Cái hồi nãy hình như mình ăn là cái bắp đó mọi người. Bên trong cái bắp này thầy Lộc quay nè. Mọi người có thể thấy được cái lớp gân trong của nó nè. Nó làm cho miếng bắp này á, vừa có lớp thịt dai và cái lớp gân giòn kết hợp với cái vị cay của ớt sa tế quán nè. Chưa về là thấy em rịn mồ hôi rồi đó. Không nên bỏ qua, cay lắm mọi người ơi. Mọi người cũng nên biết á là cái khu vực mà ở đây nè mọi người là trục chính của trung tâm á, nên xe cộ qua lại rất đông. Cộng với cái mặt tiền quán mà hai mặt tiền như vậy nè thì cái giá này hoàn toàn hợp lý nha mọi người. Đúng rồi, sẵn mình giới thiệu luôn. Ở đây á, ngoài bún bò ra đây nè, các loại bún bò nè, giá ha tô mắc nhất á, tô gọi là đầy đủ á là 95.000 đây nè, đây nè đầy đủ, tô đầy đủ là cô có bán nước ép đây. Chà. Của em là gì? Hổi với thơm. Của anh là thơm. Cùng ly nào. Dạ. Anh thấy em có hai màu á. Hồi nãy nó có hai màu á. Lớp trên là màu bún thơm, bên dưới là màu hổi. Bên dưới là hổi. Cái hổi này cô xay ra nó nhuyễn luôn. Mình hút vào á, mình không có cảm nhận được cái bột của hổi nha. Cái lớp vỏ hổi anh không có. Hay là mình chưa hút phải ta? Không có. Nãy giờ hấp dẫn quá mọi người. Nên tụi mình có quay intro hơi lâu. Cộng với quay TikTok nữa. Ai muốn coi clip TikTok này thì lên kênh của Vinh Hùng 1116 nha. Với lại mọi người cũng đừng quên
qua TikTok của Võ Sư Lộc nha. Mỗi ngày Võ Sư Lộc ra từ 2 đến 3 clip luôn, bảo đảm không làm mọi người chán. Mình thì mình có khi 2-3 ngày mình không đăng clip luôn á, nhưng mà Võ Sư Lộc ra clip rất đều. Ê Hùng, cái cột màu này là gì? Cái này là chả lá, chả mà làm theo quán á. Mọi người có biết cái chả lá mà trong cái gõ trong lá mà nó dài khúc như vậy nè, thì thay vì làm giống như vậy, quán tự làm thành một cái kiểu hình viên, dạng viên to như vậy. Còn đây là chả cua nè. Anh khoái, anh cực khoái chả, chả cua ở đây. Vậy hả? Vậy em ăn chả lá. Em làm cho thanh niên chả cua buồn á, rớt xuống lại nè. Nhấn chìm nó luôn. Đấy. Ngon quá. Rồi, mình mới thử xong chả lá nha. Mấy cái này á là có nhiều bạn bình luận nói là mình ăn hay nhăn á. Mà kiểu như cái đó là do cái biểu cảm tự nhiên. Cái thứ hai là vậy nè, cái mắt kiến của mình nó vậy nè, nên mình phải nhăn. Kiểu như lâu lâu nó bị tuột xuống á, mà mình ăn mình nhìn lên thầy Lộc nè, đó, nên nó bị nhăn, chứ không phải là mình muốn nhăn như vậy. Nhưng mà thôi, các bạn có ý mình sẽ nghe, mình sẽ cố gắng ăn một cách ngon miệng nhất nha. Ok, đừng nhăn, mà hãy nhó thôi. Ôi đạo quá, vừa mới nói đừng nhăn, thanh niên mới nhăn á, thanh niên mà trời biểu cảm á. Thôi, cố gắng nào. Wow, cái chả này nó ngọt nè, có vị hơi ngọt ngọt. Bên trong á, có vài cái miếng gì mà nó gần gần á, dai dai á. Anh nghĩ á là thịt bò có gân, có mỡ này ngọt luôn. Sau đó xay hay là trộn á, chung với cua cho nó quết lại với cua á. Dạ. Ở đầu nó sẽ tạo được cái vị xịt xịt đó. Hồi nãy có lúc mà mình cắn á mọi người, là cái răng mình nó ngập xuống tới đây luôn nè. Còn cái răng hàm dưới mình nó ngập lên tới đây. Và cái kết là nó bị cách nửa vần răng á. Cho nên mình không thể nào mình chia lìa được. Cách nửa vần răng. Mình sẽ cho nó thành nhật thực luôn. Tôi làm con đò nhỏ. Nhật thực là hết luôn á thầy không? Chặt đôi câu thơ. Mẹ nghe em nói đôi câu thơ. Lúc trước là quán có mở bên Trần Phú á mọi người. Là gì kìa? Buôn bán đông quá, không kham nổi với ảnh hưởng sức khỏe á. Anh nói ngày có khi ngủ có 3-4 tiếng à, để lo công tác chuẩn bị đồ này nọ. Tại cô chủ làm rất kỹ, cô trực tiếp vào để kiểm tra từng câu của nó. Nói chung á, khi mà mình tiếp xúc với lại anh Hải, tiếp xúc với lại cô tính tiền và cô đứng bán á, mình có thể thấy được cái sự cẩn thận của họ. Đúng rồi, rất là cẩn thận. Và gọi là họ cũng có trí thức của mọi người, nên không thể nào muốn rìu qua mắt thò được đâu. Nên mình sẽ cố gắng ăn hết tô này thôi. Nếu không á, cô sẽ kêu là nói nghe hay lắm, cuối cùng nó ăn không hết. Đúng rồi, nên mình sẽ cố gắng. Nói được phải làm được mọi người, như vậy người ta mới kính nể được. Ôi, sứ phẩm. Nhưng mà em ăn tới giờ em có cảm giác như thế nào? Em vẫn thấy ngon miệng. Đó, đó mà là cái hấp dẫn á. Chưa có no. Chỉ là nó hơi cay nên mình ăn nó lâu xíu. Ok, đổ hết rau vào chấm nữa thôi. Tự nhiên nó cay nó sẽ thấm vào đâu nữa. Mỗi miếng mình ăn nó sẽ trở thành một cái tiêu cực. Nên bây giờ chỉ có vớt ra thì được, chứ đừng đủ đặt bỏ vào. Trời ơi, em bỏ rau vô nó kiểu như là nó có thêm đồng minh quá, cứu mình á. Không bị quá cứng, thịt không bị quá cứng. Cái giò này cũng có gân à.
chỉ còn là những tinh chất thôi. Hay quá. Đây nó có cục gì bự bự nè. Thấy không? Ờ. Gân. Dạ. Gân này như có thịt đó nè. Nó hồng trong. Nó hồng trong như cái gân nãy của em chấm. Cô nói là có hai loại gân. Gân chăm với lại gân xương. Ờ. Cái này gọi em nghĩ gân xương. Gân xương là gân bám vào xương. Bám vào xương á. Gân xương thì nó sẽ ngọt hơn. Do nó được hầm trong nước á. Nhiều khi ngồi nhớ lại mấy cái clip mình quay á, mỗi quán nó đều có một cái đặc điểm riêng á. Giống như mọi người mà coi những cái clip á, mới coi á mà coi lại nguyên một series á, giống như là phim Cô Dâu 8 tuổi vậy đó. Cứ từng tập vậy đó. Giờ phim mình tới mấy tập mấy rồi? 517 á. Anh đi này chắc tính làm quanh bi quá. Quanh bi bao nhiêu tập ra? Mình tính năm mấy. Ờ. Cố gắng lên. Hết năm nay chắc đuổi kịp quanh bi. Anh thấy gần hết cái rồi không? Dạ. Nãy giờ mang quá trời luôn á. Ờ. Anh thấy mang liên tục luôn. Hấp dẫn quá, cái đũa nó cứ theo quán tính á. Gấp. Có chàng trai hút nguyên con rồi thư thư tướng ở đường đó. Ủa. Em mới nghĩ là chiến thuật đúng không? Em thổi á, tách rầu rồi các em hút nước vô. Đó. Đúng rồi, hay lắm một ơi. Nó quá nhiều, nó không quá khó với mình đâu. Nhưng mà do là mình cho ớt á, mà dạng như mình chưa ăn ớt quen, nên khi mình ăn một cái số lượng ớt nhiều vào vậy cái bao tử của mình nó bị sôi. Nhưng mà món ăn thì nó quá ngon, mình phải cố gắng, mình húp hết những cái nước cay đó luôn. Không phụ lòng, không phụ lòng cô. Không phụ lòng mà người xem cũng như là chủ quán. Điểm đặc biệt ở đây phải nói đến đó chính là cái ớt sa tế rất là cay mọi người. Đó, cái đó là sa tế rồi, chưa có gọi là xả với lại mấy nguyên liệu đã làm nên cái ớt này là... kiểu như là ớt hay là ớt khô thôi. Ớt khô thôi. Còn cái ớt sa tế này là ra thành phẩm nè, mọi người ăn một ít thôi chấm là đủ ăn rồi, ăn như mình nè rồi bỏ vào trong tô là sẽ quá cay. Thì đặc biệt thứ hai ở đây á là về không gian quán rất là thoáng mát đó, mà nó cũng thông nữa, từ bên đây nó thông bên kia. Bên cạnh đó có trên lầu bàn ghế thì đồ như đồ gỗ cao, ngồi nó cũng sang trọng hơn. Ở đây thì những cái loại bò tái nạm gầu gân, và bên cạnh đó là nước lèo. Nói chung là họ có một cái bí quyết để mà họ pha chế sao cho cái nước lèo nó rất là ngọt mà kiểu như ngọt từ xương á, chứ không phải là từ các loại gia vị nha. Bên cạnh đó nữa là về cái đội ngũ bảo vệ, nãy giờ mình ngồi mình để ý á,
thấy mấy anh rất là nhiệt tình, khách ra là hỏi khách đi hướng nào, dắt xe cho khách nữa. Anh phải nói là quán này rất là ok nha mọi người. Đó, có việc thì mọi người hãy đến trải nghiệm nha. Địa chỉ là số 325 Võ Văn Tần, quận 3, nằm ngay góc ngã tư luôn. Đó, thì tụi mình cũng có một cái fanpage trên Facebook như mọi người yêu mến. Như là muốn cập nhật các sự kiện, mini game hay event thì hãy lao vào fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Đây cô chủ nè mọi người. Có ăn bò luôn phải không? Đó, thì chứng tỏ là bún bò chất lượng. Nếu như mọi người cười, hãy like. Đó, thứ hai thì hãy subscribe và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Và đừng quên follow TikTok của Võ Sư Lộc và Phát Thí Hùng 16 để theo dõi các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của mình nha. Và sắp tới như các bạn bất cứ thắc nào thì đã làm comment, mình xem xét và đưa những lực phù hợp nhất để làm tiếp cho mọi người cũng rất nha. Ok, xin chào các bạn.